Đấy, tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Đây 120 bà rồ đang chạy đất vuông nha. À, mới chạy vòng đầu nha các bạn. À, vòng này thì siêu tốc độ nha các bạn. Nhưng mà hôm nay gặp giống này giống dữ rồi nha các bạn ơi. FD á, dữ lắm cái dàn luôn á. Đất cái thì hơi dẻo mà bị nước luôn nha các bạn. Nước mình mà các bạn coi trong vuông mà nước nè, nó dàn luôn FD các bạn biết rồi, nó cao vàng ghê luôn. Cái mai vừa rồi chạy nè. Rồi các bạn mọi người theo dõi ha. Quá trời dàn lúa nó cao vàng. Hết hồn chưa bạn, nghe cái hơi của nó dữ dằn luôn. Tại vô lúa này hơi nặng cắt đó bạn, nó gống một cái nghe cái hơi quá trời luôn. Bạn biết cây này mới chát mới mua luôn. Mấy kéo đang bò vô nữa nè các bạn. Nó ngày miếng này cũng dài dữ lắm, dài. Rồi tiếp tục chạy các bạn ơi. Lúa vô cái các bạn nghe nó giống rồi. Ghê không? Chung cái này phải để nước, không để nước chạy không nổi, các bạn nó dẻo quá. Bây giờ mới kéo vô à.
lúa luôn. Máy kéo không dám chở nhiều luôn các bạn. Rồi, đâm luôn gà lá qua luôn. Quá dẻo lá đi luôn không? Chà. Nó đâm rồi trời. Tính là có nước mà dẻo vậy đó các bạn thấy chưa? Ở đi rồi, đi rồi. Wow. Đó, nó bợ một lường ở dưới. Quá trời nó kéo chìm rồi. Ác thì chứ. Ở đây lên đây cầu các bạn. Rồi đi rồi, ngon lành này. Mấy anh chỉnh cây cầu cho nó ngay lại các bạn. À, dở không lên. Ồ, là. Rồi được rồi đó. Đây, cầu nó hơi yếu đó các bạn. Để mà anh đi chụp kỹ á. Ta đặt cầu đi cái nó bị gãy á. Còn chín cái góc bên này. Rồi, im. Rồi bắt đầu bò qua đâu à. Ừ thấy vậy vừa đó. Bự không? Rồi lên. Căng nha bạn.
Ờ bám rồi đó, nó bám đâu qua đó. Rồi rồi rồi. Rồi, đi được vậy là ngon rồi.